Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đại án Việt Á, vì sao khả năng cao sẽ có án tử hình. Trong thời kỳ đại dịch, Việt Nam đã có tới hơn 40.000 người tử vong với rất nhiều lý do khác nhau. Song phần lớn các nạn nhân tử vong oan ức do có quyết định chống dịch thiếu khoa học của giới chức ngành y tế. Việc Bộ Y tế đã đưa ra một chủ trương sai là cách ly lại còn cho tập trung, khiến virus lây lan rất nhanh, trong khi giới chức y tế chưa có phác đồ điều trị chung để mà chống dịch đó là lý do vì sao các bác sĩ ở sài gòn thời điểm đó phải thừa nhận họ chỉ biết gom bệnh nhân lại để chờ chết theo giới chuyên gia cần truy tố nhóm việt á về tội giết người và đồng lõa giết người hàng loạt chứ không chỉ xử các tội như ký xét nghiệm giả hay đưa và nhận hối lộ phải truy ra ai đã đưa ra chủ trương chống dịch sai lầm zero covid và xét nghiệm trên diện rộng với tốc độ thần tốc bởi đây chính là hành động giết người có tổ chức có nguồn cơn của những tai họa trong đại dịch. Xét nghiệm COVID-19 Chủ trương vừa kể trên xảy ra vào thời điểm Ban tuyên giáo Trung ương đồng loạt ca ngợi thành tựu Học viện Quân y kết hợp với công ty Việt Á của Phan Quốc Việt trong nghiên cứu chế tạo sản xuất bộ sinh phẩm kit xét nghiệm với kinh phí do ngân sách cấp gần 19 tỷ đồng. Sản phẩm này trở thành sản phẩm kit xét nghiệm đầu tiên của Việt Nam được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng tạm thời. Một chi tiết đáng chú ý, Giám đốc công ty Việt Á mang một số bộ kích xét nghiệm mua từ nước lạ cho dán nhãn việc mạng Việt Á để Học viện Quân y đi giới thiệu, chào bán. Vậy bộ kích xét nghiệm được đưa vào sử dụng rộng rãi, đại trà là sản phẩm do Học viện Quân y tự nghiên cứu hay Việt Á mua từ Trung Quốc? Điều này vẫn còn là một dấu hỏi. Với hệ thống nhà xưởng vài chục mét vuông lại không có thiết bị sản xuất như báo chí đã nêu, thì khả năng cao Việt Á đã nhập lậu kích xét nghiệm từ nước ngoài có in sẵn mát theo đơn đặt hàng đây cũng là một câu hỏi chưa được Bộ Công an làm rõ. Nhờ bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 với giá trên trời, công ty Việt Á thu về lợi nhuận hơn 1.235 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra xác định giá sản xuất của bộ xét nghiệm là 143.000 đồng, bao gồm toàn bộ chi phí và lợi nhuận 5%. Nhưng Phạm Quốc Việt đã hiệp thương và được Bộ Y tế định giá bán là 470.000 đồng trên một bộ, cao gấp 3 lần. Nhờ vậy, công ty Việt Á đã thu về lợi nhuận khủng là 1.235 tỷ đồng. Và từ lợi nhuận này, công ty Việt Á đã hối lộ cho các quan chức 106 tỷ đồng để được lưu hành và nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 do công ty này nói rằng sản xuất khiến ngân sách nhà nước bị mất 432 tỷ đồng. Vì cái chết oan ức của hơn 40.000 nạn nhân tử vong, dư luận khẳng định đây là một vụ giết người hàng loạt. Tội danh truy tố cao nhất phải là tội danh giết người hàng loạt, thậm chí là tội danh diệt chủng nghĩa là đại án Việt Á về bản chất là một vụ án giết người hàng loạt, có tổ chức, dính líu đến hàng chục lãnh đạo cấp cao ở các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ước về ngăn ngừa và trừng phạt tội diệt chủng của Liên Hợp Quốc năm 1948 đã định nghĩa rất rõ như sau. Diệt chủng là một trong những hành động với mục tiêu tiêu diệt một bộ phận hoặc toàn bộ cộng đồng của một quốc gia. Phan Quốc Việt và Học viện Quân Y Điều đã thấy là thấy tính nghiệm tính nghiêm trọng của vụ án Việt Á mà trong kết luận điều tra của Bộ Công an hoàn toàn chưa đề cập tới. Thậm chí còn nhiều biểu hiện muốn giảm nhẹ tội cho các quan chức tham nhũng mà cụ thể là trong số các quan chức tham nhũng nhận tiền biếu của Việt Á có Trung Quốc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội. Truyền thông nhà nước đưa tin vào hôm 18 tháng 8 cho biết cách đây 2 năm ông Trung Quốc Anh khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận trực tiếp một túi quà của ông Phan Quốc Việt bên trong lượng 200.000 đô la. Mà theo lời khai, nếu khi nhận chức Chủ tịch Hà Nội tới khi chuyển đồ, Chu Ngọc Anh thì mới mở túi ra, lúc đó mới biết đó là tiền. Điều tương tự cũng xảy ra đối với cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc. Khi nhận 50.000 đô la, ông Tạc nhận vì nghĩ rằng đó là quà cảm ơn. Dư luận xã hội cho rằng đây chắc chắn phải có sự mớm cung từ cơ quan điều tra là nhận quà chứ không phải là nhận hối lộ. Vậy là cứ lấy tài sản tiền bạc của nhà nước và của nhân dân để giao cho tư nhân lấy lại quả tiền tỷ thì không mắc tội nhận hối lộ hay sao? Trong khi ai cũng biết phải có sự giúp sức của bộ khoa học và công nghệ và bộ y tế thì công ty Việt Á mới có thể hoành hành tác yêu tác quái đến như thế. Đây là nguồn cơn khiến cho số người tử vong hàng loạt lên tới hơn 4 vạn nhân mạng. Đồng thời, đây là một trong những tác nhân khiến cho công cuộc chống dịch của Việt Nam thất bại nghiêm trọng chu ngọc anh nhận tiền tỷ nhưng thoát tội nhận hối lộ đó là lý do dư luận cho rằng toán cần phải có truy tố những người này về tội giết người chứ không chỉ là tội tham nhũng hay ăn hối lộ và phải có một vài kẻ phải dựa cột để mà đền tội và rửa mối oan ngất trời của hàng chục ngàn sinh linh oan ức kia so với vụ chuyến bay giải cứu thì vụ việt á có sự giản xếp bài bản kỳ công hơn bởi để hàng triệu người bị tập trung xét nghiệm dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh chóng khiến cho 43.000 người chết oan, hàng ngàn tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp đã bị tiêu tán. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn lấy lại lòng dân thì cần thẳng tay phán quyết, tuyên tử hình với vài đồng chí cộng cán. Lúc đó sẽ được nhân dân đồng tình và ủng hộ. Tổng Bí Thư đã coi chống tham nhũng là ta đánh ta, nên có thể dự kiến mức án dành cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thành Long tội nhận hối lộ 2,5 triệu đô nếu nộp khắc phổ quả sẽ là án trung thân. Trung Ngọc Anh bị cáo buộc gây thất thoát tài sản nhà nước 18-19 tỷ đồng nếu nộp tiền khắc phục dự đoán không quá 75 năm tù. Song hai bản án này vẫn không thuyết phục được lòng dân. Do vậy, khả năng cao là tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt thuộc diện không phải là đảng viên sẽ là dê tế thần và khả năng sẽ là nhận mức án tử hình. Tuy nhiên, chùm cuối của các đồng chí tham gia viết kịch bản cũng như đạo diễn không bị án tử là điều không công bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Đại án Việt Á vì sao khả năng cao sẽ có án tử hình Đại án Việt Á trùm cuối hay trùm cuối Có lẽ 90% người dân Việt Nam đến lúc này vẫn tin rằng Bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là trùm cuối Theo cáo buộc trên mạng xã hội Đó là chưa kể đến thông tin chị Bảy bị giam lỏng ở Hà Nội vì khoản lợi nhuận 1.400 tỷ đồng vân vân mà thiên hạ đồn ra câu chuyện vừa kể xem ra khá thuyết phục vì ba nhân vật chị bảy anh khế và cậu em việt đều là những đồng hương quảng nam của bảy phúc điều đó rất dễ khiến người ta tin vào phan quốc việt và các bị cáo trong đại án việt á người ta căn cứ vào một status của anh khế viết khen phan quốc việt và công ty việt á trong việc sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm để mà khẳng định chắc chắn khế có liên quan nói như thế thì xin hỏi thì ông tổng trọng ký tặng huân chương lao động hạng ba cho việt á cũng liên quan hay sao? thêm nữa, bảy phúc đã bị truất quyền chủ tịch nước một cách hết sức đột ngột, khiến cho dư luận càng tin và khẳng định thêm chị bảy chính là chùm cuối. nhưng nếu không thực sự bị đổ tội oan, thì bảy phúc chắc chắn không dám thanh minh. đó là lời phát biểu của bảy phúc trong buổi lễ trao lại chức chủ tịch nước cho phó chủ tịch nước nguyễn thị ánh xuân vào ngày mùng bốn tháng 2 trước ống kính của các hãng truyền thông trong và ngoài nước và hàng chục triệu khán giả truyền hình khắp nơi. Theo tờ báo tuổi trẻ miêu tả, Bảy Phúc nói, tuy nhiên trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, tôi phải chịu trách nhiệm chính là người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Và nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Đáng chú ý, bất ngờ Bảy Phúc nói thêm về vụ Việt Á và khẳng định gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á. Chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đến đây vẫn còn rất nhiều người không tin gia đình Bảy Phúc và người thân trong gia đình ông Vô Can mà vẫn tin Bảy Phúc là kẻ nói dối. Khi người ta không chú ý đến chi tiết rằng điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng bản chụp thông tin nhà nước ông bảy phúc bác bỏ cáo buộc những ai hiểu chuyện chính trường của đảng cộng sản việt nam chắc chắn sẽ biết tổng trọng là người nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng ngoài sự ủng hộ triệt để của nước lạ ông trọng còn nhận được sự ủng hộ không giới hạn của hai nhóm chính trị nghệ an và hà tĩnh trong đó người đứng đầu ủy ban kiểm tra trung ương lóng trần cẩm tú là một đồng minh thân cận của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng chắc chắn ông Trần Cẩm Tú sẽ không bao giờ im lặng trước điều mà ông Bảy Phúc khẳng định rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết luận rõ ràng nếu điều này không có thật. Trang BBC Tiếng Việt thì nhận định câu nói trên của ông Bảy Phúc dường như muốn trả lời những đồn đoán đó. Hơn thế, nếu nói dối thì sau khi đã bị tuột chức, Bảy Phúc đã không dám vác mặt đi viếng lăng mỗi dịp lễ Tết cùng với các lãnh đạo của cựu lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không bỏ sót buổi nào. Theo giới quan sát, cựu chủ tịch Phúc muốn chứng tỏ bản thân và gia đình ông trong sạch, không dính líu gì đến Việt Á cả. Trước khi có những đồn đoán về sự liên đới của vợ Bảy Phúc với đại án Việt Á, theo giới thạo tin thân cận với Nhà Vàng cho hay tin đồn này xuất phát từ một nguồn độc lập hay viết và cho in sách về những điều nghi vấn. Chuyện trùng cuối được tác giả này viết dưới một dạng nghi vấn theo suy nghĩ cá nhân sau khi in thành sách để bán và biếu trong giới hạn rất hẹp mà sau này tin từ blogger tung ra chỉ là những thông tin do hóng hớt từ cuốn sách đó mà có họ còn tiết lộ đó là một thông tin sặc mùi thuyết âm mưu từ bộ công an chủ ý tung ra để mà giúp ai đó muốn loại bớt một tứ trụ để giành chân cho cuộc đua và chiếc ghế tổng bí thư khi tổng trọng sắp nghỉ cho nên đến giờ này dân tình vẫn hỏi chung cuối việt á là ai có vẻ không thừa vì ai cũng thấy cụ thể ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân. Rõ ràng Việt Á và Phan Quốc Việt muốn có giấy phép sản xuất, kit xét nghiệm, muốn bán được hàng trên thị trường độc quyền với giá tới 470.000 đồng một bộ, lãi gấp nhiều lần giá gốc thì phải qua rất nhiều cơ quan quản lý kiểm soát cấp cao. Việt Á là một công ty nhỏ nhập số lượng lớn kit xét từ nước lạ về, chắc chắn phải có qua hải quan, rồi biên phòng hai nước, rồi sản phẩm kit xét nghiệm Việt Á được giãn mác nhãn Made in Việt Nam, được đóng gói từ thẩm quyến mang vào Việt Nam làm sao có mắt được quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và lực lượng tình báo nếu không có sự chỉ đạo từ cấp cao nhất? Đó là chưa kể tới phải có anh đại nào đó bảo kê và cung cấp tài chính lớn. Bảy phúc là ai mà có thể chỉ đạo được cơ quan tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội, Tạp chí Cộng sản, Tập cục Chính trị vân vân trong vụ nghiên cứu sản xuất kit xét nghiệm của Học viện Quân y? Bảy phúc làm sao chỉ đạo được Nguyễn Thanh Long? nguyên phó ban tuyên giáo trung ương đảng người thân cận cũng tổng bí thư nguyễn phú trọng hơn thế muốn tất cả các tỉnh thành các cdc phải mua cái xét nghiệm của việt á đố một mình cá nhân nào có thể làm được kể cả ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và phải có một tổng chỉ huy chỉ đạo cả hệ thống thực hiện theo một kịch bản mùa bậy làm càn như đã thấy cho nên nghi ngờ rằng kế hoạch này xuất phát từ cơ quan ngoại giao của nước lạ ở hà nội là chuyện đáng phải suy nghĩ phải chăng đây là một kế hoạch phá việt nam tuyệt hảo không thể hơn chùm cuối trong tiếng việt có nghĩa là ông chùm kẻ có quyền lực lớn nhất đứng đằng sau chỉ đạo một băng đảng ngoài ra còn có cụm từ đồng âm khác là tù từ chùm cuối nó bao hàm một chùm các ông lớn nhất cấu kết với nhau vì quyền lợi cá nhân cho nên muốn tìm chùm cuối là ai sẽ là điều vô vọng vì chùm cuối là cái chùm của nhóm lợi ích sẽ lộ mặt nói gia đình anh Bảy Phúc là chùm cuối chỉ là những người không hiểu rõ bản chất của vấn đề chính trị tại Việt Nam quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đại án Việt Á chùm cuối hay chùm cuối quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm d